Ok, chúng ta sẽ bắt đầu. Nay là chúng ta sẽ thử nghiệm là quay toàn màn hình luôn nha. Đấy. Thì ok, xin chào tất cả các bạn đã đến với series Minecraft sinh tồn tập thứ 10 nha. Đấy, server. Ok. Thì tập này là mình cũng sẽ thử nghiệm quay màn hình quay toàn màn hình luôn các bạn. Ok. Thì trong tập này là mình cũng sẽ vô mình trang trí lại căn nhà của mình nha. Đấy. Bởi vì căn nhà của mình là tập trước là đã xây xong tầng 1 rồi. Đấy, hình như tầng 2 là có xây xong rồi các bạn. Ở đây. Ông NPC ấy, ông người thật đây. Trong này thì hiện tại là đang có Phong Kirito 1 và Trang Viên Đắc. Đấy, hình như ông này là người. Ok, thì bây giờ mình sẽ vào server nha. Sinh tồn server vô hạn 1. Ok. Ok, thì mình hiện tại là đã vô được server nha. Bây giờ mình sẽ đi tiến thẳng đến ngôi nhà của mình. Ok, xem mặt. Đồ mình hiện tại đây. Giáp sắt, quần sắt, mũ mai rùa. Đấy, thì nhà của mình đây là ông Phong hôm nay làm xong cho mình cái mái nha. Nhìn rất là đẹp. Đấy. Ok, bây giờ mình sẽ vô mình trang trí căn nhà cách. Thì nay là cả server bận nhá, cho nên là mình cũng đây ngồi mẹ ơi, tưởng này không di chuyển được chứ. Thì nay là cả server bận cho nên là mình làm một mình nha các bạn. Ok, mình sẽ làm một mình và không có vai cả, mong các bạn thông cảm điều này. Mình không côn để mình tránh làm phiền mọi người. Ok, thì hiện tại là có kính viễn vọng này, trong này là mình hiện tại đã để một cái kiếm kim cương sắc bén và cúc kia ra dài. Đấy. Thì trong tập này là mình sẽ rút kinh nghiệm từ tập trước, là tập trước là mình quay rất là lâu. Đấy, quay khoảng 1 tiếng hồ cơ. Đấy, thì tập này là mình rút kinh nghiệm, mình cũng chỉ quay dài nhất là 30 đến 45 phút là cùng thôi. Đấy, chứ mình sẽ không quay dài nhá. Bởi vì là quay dài là mình sợ các bạn không xem hết. Mình sợ các bạn chỉ xem được 10 phút thôi mà các bạn tắt đi. Đấy. Mình sẽ rất là tiếc. Ok, bây giờ mình sẽ làm một cái bản chế tạo nha. À không thì có rồi, thôi kệ. Cắt vô dương, lần sau mất dùng tiếp. Ok, thì mình cũng thông báo bạn luôn là bắt đầu tuần sau là mình cũng đi học trường rồi. Cả hai buổi. Cho nên là cái lịch ra video là mình cũng cần phải cân nhắc lại nha các bạn. Ok. Có thể là một tuần mình sẽ ra hai video thôi. Lịch ra là một tuần 2 video thôi các bạn, chứ không phải 4 như lần trước không. Bởi vì mình học ở trường nên là thời gian edit cũng không nhiều. Ok, giờ mình sẽ bắt đầu nhà. Đầu tiên là cầu thang, nên là mình sẽ sửa chỗ này thành một cái tấm ván gỗ. Đấy. Mình làm một cái phiến. Mình sẽ để cái phiến ở đây. Đấy, để lên xuống nhìn nó sẽ thuận tiện hơn. Để một cái phiến lên nữa. Ok, đi lên đi xuống đó bị đập đầu. Ok, xem chẳng có trang trí nữa nhỉ. Xem túi đồ nào. Gỗ sồi này. Thậm chí. Ok, thì cái bản bedrock này của mình là bản crack cho nên là nó cũng sẽ có một cái lỗi vặt nhất định nha. Thì mấy cái đấy là mình không thể nào mà tránh khỏi. Ai, scum này gọi gì đây? Đã có bật Unicay rồi. Nãy vừa khởi động là máy các bạn. Các bạn chờ một tí nha. Ok, mình quay trở lại nha các bạn. Đấy, vậy là mình bật Unicay rồi. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình quay tiếp. Và hình như trong lúc mình chơi thì cỡ ông nào vào này. Ôi. Hello Phong. Thì rồi. Ngồi cái gì hết trời. Ghi lệnh shift. Ok, mình sẽ ghi lại sheet nha.
hỏi chấm xít các bạn. Ok, tập này là mình trang trí nhà nha. Xin được một chỗ để mình xem nào. Đây, chéo này, xít. Rồi sao? Không thấy gì. Ông Phong vào để xem ông mình có côn được với ổng không nè. Ok, mình xem mình cứ côn nữa ổng không. Bởi vì nay mình định côn nhưng mà mình thấy ông Phong mà không dép thì mình cũng tưởng là ông ấy bận cho nên là cũng không dám côn. Anh Phong bị ngáo rồi đây. Mình xem nào. Ôi chết mẹ rồi. Server nó hơi lag tí nhưng không sao. Ok. Thì đây là một cái server miễn phí nha. Nếu mà được cái này thì thật là cũng tốt lắm rồi các bạn. Ok. Ơ chết mẹ rồi. Ok. Để xem nào. Trên tầng mình sẽ để một cái giường ở đây nha. Chúng ta hiện tại là có khối thạch anh thôi, mình cắt được dương. Xem có khối len nó không, khối len thì như là có. Khối len thì trước là mình ngứa phong cho nhiều lắm mà. Đâu hết rồi rồi. Hồi len thì mình cũng chẳng có. Để mình ngồi thử với ông ấy xem mà ngồi thử gì. Xít à? Này. Ôi sao? Đây ngồi rồi. Để mình làm cả ảnh màn hình đấy. Ok xong. Làm phần bài chứ. Chơi cá ngựa với Phong. Anh em chơi cá ngựa. Anh em ngồi làm ván cá ngựa nhỉ. Không, nên giường không có. Thôi mình lấy cái khác. Tạm thời là dưới mình để 4 cái ghế đây. Để cho 4 người ngồi. Bàn thì mình không cần thiết.
Ôi chết cha rồi, la quá. Vậy đi. Bây giờ thì mình sẽ vô mình làm gì nhỉ? Mình làm một cái smoker. Đó là cái lò nướng thịt các bạn. Trước tiên mình sẽ làm cái lò nướng trước. Sau đó mình sẽ làm cái lò nướng thịt. Đâu rồi ta? Đây là hun khói, gọi là smoker. Bây giờ mình sẽ ra ngoài mình đào đá thường nhé. Ok, bây giờ mình sẽ ra ngoài mình đào đá thường, mà không có zombie hay creeper nữa làm phiền. Mình chỉ cần khoảng 4 cục đá thường là được. 1, 2, 3, 4. Úi giời ơi, cúp và quên, mình có đá rồi mà, quên mất. Ôi thì thể mất công ra ngoài rồi xem nào. Ô và ôi mẹ ơi, creeper kìa các bạn ơi. Ui rồi, thôi chắc mình phải cao chạy xa bay các bạn. Mình phải cao chạy xa bay khỏi nhà quá. Nó đứng trước cửa nhà mình, nó đòi nợ kìa. Chết thôi rồi. Cao chạy xa bay nó cái lần chơi. Ra ngoài mình tìm đá thường nhưng mà cái mình đã có. Ok, kệ đi. Lấy 4 cục đá thường nhá. Ok, và xem nào. 4 cục đá thường. 2. Thôi cứ để đi. Khi nào xong thì mình lấy luôn. Ok, về là có 3 cục rồi nhá. Nhanh lấy 4 cục. Đúng rồi. Xem nào. Nung đá thường không phải là, à quên, phải nung thêm một lần nữa. Đấy, để có thể mình làm ra một cái lò để mình có thể sắt. Ok. Trong lúc chờ thì mình sẽ ngồi đây với các anh em. Xong rồi ta. Ở đây ngồi rồi. Úi giời. Zombie các bạn. Ok, thôi nên mình đứng dậy mình xem nào. Solo yên lặng như này cũng vui các bạn. Ok, xong rồi. Là nung xong. Đá đánh móng này. Mà là một cái lò sắt ở đây. Làm một cái lò nung cũng để trên nốt. Để lò nung ở trên. Cái lò smoker mình để đây. Bàn chế tạo thì mình sẽ, à không, lò smoker ở đây. Bàn chế tạo những rời. Làm cái nhà nhỏ thôi. Bàn chế tạo ở... Chết chắc là smoker đâu. Smoker đây các bạn. Đây. Bàn chế tạo thì mình sẽ để ở đây. Bàn chế tạo thôi, để tạm thời để trước nhà ấy. Tạm thời mình để bàn chế tạo đây nhá. Và sau một giờ mình sẽ lên và xem. Đá đánh bóng này. Mũ sắt hoặc ender. Thì ở ngoài bọn nó cũng đập quái vật. Ủ ra thôi chắc vứt đi quá. Vứt. Cúp thần thì thôi, để dưới. Để cúp ở đây. Mad Ender thì trong rừng Ender. Kim cương này. Xong.
đêm nay là đi sống chết một con vật đấy các bạn. Phải lên kiếm kiếm kiếm, đêm nay là sống còn đó mọi người rồi. Ai nhớ đẹp không? Dùng ngay cơ một con cừu các bạn. Thôi xem nào, mong mà không bị con creeper được phá nha. Xem nào. Ôi kiếm một hit của tôi. Okay. Kiếm một hit lởm rồi. Hiện tại là con hai con zombie đang nhìn mình một cười nha. Ý xin. Đi, nhảy tiếp, nhảy tiếp. Ok, xong. Tại ông nào ngoài đây? Workshop hiện tại là đang mở cửa nha. Để xem có gì không. Quên mất là không ăn ví các bạn. Để xem workshop rồi nào. Nay ông Phong tăng giá chưa? Nếu chưa thì tranh thủ sang chơi đi. Xem nào. Item. Ông mới nhân đôi rồi. Hai kim cương cho mọi, hai kim cương mọi item. Hay cái đấy, kim cương chắc gọi là tiền các bạn. Ông mới nhân đôi rồi. Nhân đôi nhân ba hết rồi. Enchant này. Weapon, vũ khí này. Để creeper mà vào đây chỗ này thôi cho ông Phong ông mới mắng mình luôn. Thế rồi. Ui da, xong rồi. Đập tiếp. Ui da. Cứ giữ nước space ok. Lắc 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 chết rồi. Cứ giữ nè. Nhảy cụ nó xuống. Cần đã không nhảy mẹ xuống thôi toàn ấy. Ông Phong ông đang chắc đang fix server này. Ý cứ ủn ủn. Xem nào, chế tạo được giường chưa? Một cái chân cho một người ngủ. Trong này có 4-5 người cơ mà. Thôi hoa cho mình để một cái giường khác. Ok. Thêm đồ thì mình thêm cái này. Thêm cái này. Bỏ tạm thời bỏ gỗ sổ sẫm ở đây. Bỏ đi. Gỗ tạm thời mình cứ để đây nha. Thịt đây. Thịt thà thì cứ để đây. Bây giờ mình sẽ lấy cái gỗ ra trang trí nhà luôn. Mải chơi quá chơi quên. Đây là cái ghế này mình sẽ thay cho nó bằng. Ok, ghế này mình sẽ thay cho nó bằng một cái ghế khác. Ghế màu khác, nhìn cho nó sang trọng hơn. Ok. 12 này. Ok rồi. Mình sẽ làm một ghế sang trọng hơn. Ok. Xong. Để rất là được rồi. Ở trên thì mình cũng sẽ thay luôn. Ở trên thay. Ở ngoài trước mình cũng làm một bộ bàn ghế nhỉ. Ok.
ở ngoài mình sẽ làm một cái bộ bàn ghế ở ngoài nữa để ngồi ngoài trời ăn nhậu với lũ bạn. Làm một bộ nữa ngồi ngoài trời ăn nhậu, ăn chơi xả láng luôn. Ôi chơi cha. Ủa sao quay bên này là cái rừng mất nhỉ? Thôi kệ đi. Làm một bộ nữa để anh em ăn chơi xả láng. Thôi cất cầu thang đi. Cất cầu thang vào đây. Xem nào, chúng ta đang có một gỗ bạch dương. Gỗ thổi sẫm là mình sẽ cất ở đây. Lấy gỗ bạch dương gỗ sồi làm bộ bàn ghế ở ngoài. Cái này trong nhà còn cái kia là anh em ngồi ngoài. 8 thôi. Cái này là 12. 16. Xong. Cất. Cứ lấy hết đi chắc. Ok xong. Than để trong này luôn. Nhanh nhanh nhìn ra ngoài. Nhanh nhanh nhanh. Xong. Bây giờ bộ bàn ghế mình để ngoài nha. Bộ bạch dương này mình sẽ để cách ra là mình để dựa nhỉ. Ok thôi để dựa đi. Chỗ này là mình để dựa hai cái này. Mình xem tính thôi mà. Chỗ này mình dựa này. Chỗ này là một bộ bàn ghế này. Mình sẽ lấy cái này ướt lửa nha. Bàn chân lui ra ngoài tí đi. Đấy, để cái bàn lui ra ngoài tí. Xong. Đấy. Đủ cho mấy người ngồi luôn nha. Là một cái bộ bàn ghế ở đây. Ông Phong nhìn tôi cái gì đây? Đang là bàn ghế nhìn gì? Đang là bàn ghế rồi anh nhìn gì tôi? Sao tao biết cái thằng ông Phong sẽ tạo để sửa lại cái server. Đấy, xem nào. Ôi chết rồi, cái phím không ạ? Ok, xem nào. Hết chà, ổn vết nhỉ? Là một cái bọn ghế thì anh em ngồi này ăn nhậu. Còn bên này bạn ơi. À không, ông ấy ông xây sát. Ok, làm cái bàn rất là to. Đấy, thế là rồi. Ê, con zombie này. Xong. Ngồi đối diện ổng đi. À quên, phải bỏ ra. Ngồi đối diện ông luôn. Tôi nghĩ là để một cái bàn ở giữa ấy. Ok, mình với ông Phong xem nào. Xây khối len à?
rồi. Để mình xem nào. Hình như để cái len này mình xem len nào hợp hơn nè. Ok, len trắng là hợp nhất này. Ngồi ra luôn xem nào. Ngồi ra xem màu nào. Ở giữa mẹ đỉnh thì không tranh nhỉ? Không. Ai da. Không tranh có mấy để trên đấy à? Thôi ông ở trang trí đi, tôi lên tôi trang trí nhà tầng 2. Chúng ta sẽ lên làm tầng 2 nha. Tầng 2 thì mình sẽ làm cái giường. Làm phải gọi là 3-4 cái vào để cho mọi người ngủ nữa. Làm đêm một cái, đêm một cái. Xem nào. Đêm một cái, bên kia một cái này. Đó. Chỗ này là mình sẽ làm một cái gỗ sồi. Đã ông ấy ở dưới đâu mới làm. Đang xem của mình cái bộ bàn ghế. Mình sẽ làm hai gỗ sổ ở đây. Xong rồi tạm thời mình sạc đuốc nha. Sắp tới là nếu mà có cái đèn đèn cầy mình sẽ đặt đèn cầy ở đây. Quay nhưng mà cũng hơi bị lâu rồi đấy. Mình sẽ dùng khoảng 5 phút nữa là mình dừng. Ok, 5 phút nữa là mình dừng nha. Xem ông ấy làm ở đâu rồi. Ông ấy làm cũng được phết nhỉ. Chỗ này thì để cái bàn ra, xong rồi là mình sẽ làm một cái bàn chỉ tạ. Bàn chế tạo crafting table. Đâu rồi ta? Đây. Làm bàn chế tạo hoặc là cứ để cái bàn đi. Đây để cái bàn, hai bên là để cái này. Xem nào, hai bên là để hai cái dương đi, hai bên là để hai cái dương, hai cái dương. Tám ngày hai mười sáu tám tám một hai một hai cái giường ở trên. Đấy, xong rồi. Vậy là trên này của chúng ta có hai cái giường. Một cái giường ở đây. Sắp tới nếu mà nhiều người thì mình sẽ để thêm cái giường ở chỗ nào nhỉ? Đập hai cái đi để cái giường ở đây. Nhà này cho 4-5 người. Ở ngoài là có một cái bàn rồi. Do phòng xây. Rồi con nhà mình xong rồi nha. Nhìn nó khá là ấm cúng. Bây giờ mình sẽ ra ngoài mình xem thành quả nào. Ăn cái chết cha rồi, đói. Ok, xem nào. Ký cất xong, thôi ngồi đi. Cha ché mặt rồi. Thank you.
ra cái như kể thôi. Rồi sao mới đấy nhỉ? Kệ đi. Ok, hiện tại bây giờ mình sẽ vô làm nốt cái nhà thì mình cũng phải tạm dừng video nha. Đấy. Có thể cái này nhìn chân thật. Mình chỉ để có thang lỏng làm lẹp kia mình nhìn nhá. Nó không, nó thiếu chân thực cơ bạn. Ok. Thôi để tạm thời mang thịt thì đi. Trời ơi. Ok xong rồi. Sợi chì, đồ nó không đúng cất. Sợi chì cất này. Đồ ăn này thôi mình sẽ để một cái dương riêng. Sợi chì cất, hạt giống mình để lại, trứng cũng để lại, xương cất, hoa cất. Cái hết. Một nửa đuốc cái cất, nửa còn lại để đây. Gỗ cất nốt. Tạm thời nhà cái này là ok rồi. Gỗ chỉ cần lấy 16 cái thôi. Đây 16 bàn gỗ luôn. Mẹ ơi. Một. Hai. Xong. Ồ, ông mày cũng cắt chặt rồi à? Mình xem để đâu nhỉ? 40 đô. Mắc nhỉ. Thôi mình sẽ để sau nhé. Trên này là mình sẽ để thức ăn. Đấy, dưới là để đồ, trên để thức ăn. Xong. Sắp tới nếu mà có điều kiện kéo dài, kéo rộng nhà hoặc là mình để thứ giường ở đâu thì mình sẽ để thức ăn riêng mà là vật liệu riêng nha. Ok. Đã bảo mình là mua đất để không ai vào nhà mình. Nhưng mà đắt quá thì thôi mình nghỉ luôn đi. Sắc bén này. Để lại đây. Mày mà làm mất lá cuội anh phải chết với anh. Xem sắt còn không. Không, mình lấy 22 đô của mình. Tiền thì lại có ra mua. Ok. Thôi cho cái này mình phải tạm dừng video anh nha. Đấy. Thì video mình tới đây thôi nha. Đấy, cảm ơn các bạn xem được mình. Chào các bạn, bye bye. Lại nhà cũng xong rồi. Tập sau là mình sẽ làm gì thì thôi mình cũng chưa biết các bạn. Ok. Mình sẽ để đồ ở đây để phòng tránh bị mất nha. Thì Phong bảo là không được để đồ ở ô số 1 và ô thứ tư. Thế thôi. Tốt nhất là để hết vào đây để phòng mất. Kiếm cũng để nốt. Ok. Thôi tạm biệt các bạn nha. Mình dừng game đây. Mình cũng sẽ ở đây và mình dừng.